quảng cáo với thiệu sản phẩm mới Mickey Bamba. Tập thử hôm nay 2 năm là có tái cây đầu dòng, lần đầu tiên có tái. Ngay cắt quay cho bà con xem. Mít thì màu vàng thiệt là đẹp luôn. Mỏng vỏ. Vỏ nè, mỏng dánh nè. Mà khô cơm lắm bà con. Đây. Muối nó đây. Rất là khô gáo, cơm rất là gáo. Ngọt. Ngon luôn. Cùi nhỏ xíu à. Đây. Cái mít bị chảng mà cái cùi cái này nhỏ xíu à. Không mủ luôn nha. Không có mủ luôn, tại giờ là mình quay trực tiếp đó, xẻ cho bà con coi đó, không hề có chùi nha, không có mủ. Rồi nay xin giới thiệu sản phẩm mới cho bà con biết ha. Bên mình có chùi giống để bán đó, rồi bà con thấy được, bà con nào có muốn tặng thì liên hệ mình nha, sẽ cung cấp giống. Xin chào bà con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.